Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở phía trước của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở trên đường Lê Thánh Tôn các bạn, và phía bên này là cái đại lộ Nguyễn Huệ. Nhưng mà ở đây mình thấy một cái siêu xe đây các bạn, siêu xe Rolls Royce, một chiếc siêu xe Rolls Royce biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục đi vào cái khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay cho các bạn xem những cái khung cảnh cực kỳ là náo động và tuyệt vời trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là một chiếc Rolls Royce nha bạn, một siêu xe. Ở đây là chiếc Mercedes. Hôm nay mình sẽ đi theo một cái cách khác để quay cho các bạn xem những khung cảnh tuyệt vời ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây, wow, rất nhiều trai xinh gái đẹp đang ở khu vực là tượng đài Bác Hồ. Rất là xưa tới giờ các bạn ơi, hôm nay chủ nhật cho nên là cũng khá là đông người, nhiều trai xinh gái đẹp quá. Wow. Thì mình thấy là từ xa này mình đã nghe âm thanh rồi. Ok, phía trước kia là chúng ta thấy là cái view đẹp nhất ở trên phố đi bộ ngày mai Nguyễn Huệ, rất là nhiều cái quán cà phê, những cái trung tâm Anh ngữ này, tiếng Anh 180 độ này, sở spa này, rồi là áo dài, miss áo dài laser, cái view đó rất đẹp nha. Còn phía bên này là một trong những là cái điều mà muốn quay cho bạn xem nhất ở đây. Rất nhiều các bạn ở đến đây để quay cho bạn xem là cái nghệ sĩ anh ấy tên là Tuấn Anh nha bạn. Rất nhiều người muốn xây dựng cái kênh content để mình từ phía này các bạn. Như vậy là chỉ thứ bảy và chủ nhật thì Tuấn Anh mới đến đây để chia sẻ những cái tiếng hát du dương từ tiếng sáo của mình cho mọi người. Ok, mình cũng chia sẻ với các bạn là Tuấn Anh này thì mới bị bệnh và bị mù trong thời gian gần đây các bạn. Có một anh Tây
và đứa con gái. Rất nhiều người đến đây để ủng hộ Tuấn Anh nha các bạn. Đứng hình luôn. Có một người yêu cầu hát bài hát ha. Đại đồng vui quá. Có một bài hát được yêu cầu khác. Tuấn Anh sẽ phục vụ tất cả các bạn. Thực ra là hoàn cảnh thì mỗi người đều có hoàn cảnh rất là đặc biệt các bạn. Còn nhạc công khiếm thị hay không là em bị mù các bạn ơi. Khiếm thị. Là phía đường Huỳnh Tấn Phát các bạn thấy là Vitesco kìa. Rất là nhiều người các bạn, rất là người, nhiều đông lắm. Như vậy là chính xác rồi, chỉ chủ bảy và chủ nhật thôi Tuấn Anh mới đến đây để chia sẻ. Và theo mình được biết thì Tuấn Anh thì ban đêm thì đi, ban ngày thì đi dạy piano cho những người yêu âm nhạc các bạn. Còn ban đêm chủ bảy chủ nhật anh mới đến đây chia sẻ tiếng chuông mình, tiếng sáo của mình với mọi người. Phía đường này họ không cấm đường luôn rồi.